Trước khi vào video thì nếu mà mọi người thích những cái content của tụi mình, mọi người có thể like, subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ bọn mình thêm ha. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Chúng ta vào video thôi. À, cái này chưa đi nữa hả? Bà ơi. Ít bà ơi, chưa đi cái này nữa. Thôi đi cái kia trước đi ha. Đi content này trước đi. Còn có cái này, bên này còn có là tầng này. Cái này trước đi ha. Bản hiện tại là phiên bản bự nhất của Genshin á. Ui. Ui đâu ra vậy? Ủa, giờ thằng này có 4 đòn rồi hả? Ừ, một cước là nằm đúng nghĩa đen luôn ấy chứ. Ây. Đã chết. Bắt đầu lại. Đâu đi đâu khùng luôn. Từ cái đánh lần này không có nhiều. Ui. Khó quá. Đâu. Ui. À, giết được một con rồi ấy. Khó thiệt. Ui, nó cứ trúng ngay cái khúc mình thằng lồn. Ở vãi liền. Ui. À sao chán thế nhỉ. Ê vừa đánh xong cái xong bị hai con nó dồn vô nó gan bang kìa mọi người. Ôi.
Đó. Hai con nó cứ đánh dùng dập với một mình vậy. Ủa làm sao nó đánh hai đòn liên tục vậy, sao né? Phải liễn. Đánh mà nó còn không có kêu cái tiếng là nó đánh luôn á, nó đánh một cái xong nó đánh thêm cái thứ hai nữa sao né? Phải. Em thiệt cái chứ. Có vấn đề cái con quỷ kia đang muốn to vậy. Ui. Bruh. Ui, ê, mình né luôn rồi á, thấy không? Mình né cái... Phải liền thiệt chứ. Ui. Bực mình hơi bực mình á. Đã hơi bực mình mày á. Còn cái con kia. Ah!
Sắp được rồi. Win.
Còn nửa tầng rồi, còn nửa tầng nữa. Ok. Nửa tầng nữa, còn nửa tầng nữa. Phải liền nó quanh shot hả? Ui. Thằng bot đam to thiệt. Đam to hơn tầng dưới nữa. Quả bom nguyên tử ở đầu nha. Ah!
cái cần try nhá. Ở dưới dễ hơn, dễ dễ hơn, ở trên khó phải. À. Ở đi vô cùng luôn. Ok, xong xong là hoàn lần này rồi. Tí cái này chưa đi này, nhưng mà thôi tạm tạm thời bỏ qua đi.